Chào các bạn, hôm nay mình sẽ sang một cái dạng bài về ẩn dụ so sánh. Tiếng Nhật nó gọi là hiyu. Ở với dạng bài này thì mình nghĩ là không khó. Nhiều khi những cái bài mà liên quan tới kiểu ẩn dụ so sánh rồi đưa ra những cái triết lý rồi bài học ấy, thì như các cái khóa trước thì mình cũng thấy rằng là các bạn làm sai không có nhiều, hay còn gọi là làm đúng ấy. Và mình sẽ thông qua các cái bài đọc này ấy, thì chúng ta sẽ cùng học về cái cách mà chúng ta nhìn câu, cái cách mà chúng ta nhìn được cái ý tổng thể của cả cái đoạn văn. Và cái bài này nó là một trong những cái ví dụ điển hình cho cái việc đó. Và chúng ta sẽ đến với cái bài này. Các bạn nhớ là làm trước khi mà check đáp án nhé. Và để xem là chúng ta có nhìn ra được những cái đấy hay không. Tại vì là chúng ta đã đi qua được khoảng tầm 10, 12 video rồi. Nên là những cái mà mình nói thì nó cũng cứ lặp đi lặp lại thôi. Tuy nhiên là mình cứ lặp đi lặp lại như thế để biến nó thành một cái kỹ năng. Và luôn luôn ý thức khi mà đọc thì cái việc đọc của mình nó dần dần nó sẽ được cải thiện hơn nhiều. Thì chúng ta sẽ cùng đọc cái bài này nhé. Ashi ga hayai hito wa umare tsuki hayai. Osoi hito wa umare nagara ni shite osoi. Là gì? Umare tsuki ở đây là vừa mới sinh ra, hay còn gọi là bẩm sinh. Còn umare nagara cũng là hai cái từ tương đương nhau, mình có thể dùng trong hai trường hợp được. Là những cái người mà chạy nhanh ấy, ashi ga hayai, đây là chạy nhanh. Những người chạy nhanh thì là sinh ra đã nhanh rồi, bẩm sinh đã chạy nhanh rồi. Những cái người mà chạy chậm thì sinh ra thì đã chậm rồi. Toku ni tankyori sho wa potensaru no soubu. Potensaru no là cái khả năng bẩm sinh, nó bằng với lại umaretsuki noroku. Đây là một cái từ katakana, là một từ mới. Và khi mà chúng ta đọc các cái từ mới ở trong JLPT ấy, nếu như giả dụ mà mình không biết cái từ đấy nó là gì ấy, thì là mình cũng không nên quá là kiểu không biết cái từ này nó là gì, do là hoang mang ấy. Mà mình cứ đọc tiếp đi, đọc tiếp, ngay cả khi mà mình đọc sách cũng thế. Khi mà có một cái từ mới nào đấy xuất hiện hoặc là mình không hiểu cái câu đấy nó nghĩa là gì thì mình sẽ vẫn tiếp tục đọc tiếp. Rồi mình liên tưởng, liên kết nó lại với nhau để mà cố gắng hiểu cái câu đấy hoặc là hiểu cái từ đấy. Nhiều khi là mình không cần nhất thiết phải hiểu cái câu đấy, hiểu cái từ đấy, mình vẫn có thể hiểu được tổng thể đoạn văn, đúng không? Thì ở đây là đặc biệt trong cái trường hợp là chạy cự ly ngắn thì nó là cái sự thắng thua của tài năng. Và mọi người thì thường nghĩ là như vậy, đúng không? So motte iru kata ga oi deshou shi. Watashi mo tsui su nen mae made wa so motte imashita. Kata ga oi deshou shi. Deshou đây là khi mà muốn miêu tả cái sự đồng tình ấy, kêu gọi cái sự đồng tình. Có nghĩa là tác giả đang nghĩ như vậy và hầu hết mọi người cũng đang nghĩ như vậy, phải không nào? Thì ở đây mình sẽ hiểu là hầu hết mọi người, đúng không? Ôi, đây là hầu hết mọi người thì đều đang nghĩ như thế, đều đang nghĩ cái câu ở phía đằng trên này. Và mọi người thấy cái gạch chân ở đây không? Cái gạch chân này nó là một cái cách mà thường hay được sử dụng ở trong sách báo. Mình đã từng có một cái video nói về cái dấu gạch này rồi, tí nữa sẽ gửi lại cho các bạn ở trong cái phần nốt nhé. Tuy nhiên là mình sẽ hiểu là so motte iru kata ga oi deshou shi là có rất là nhiều người nghĩ kiểu như vậy, phải không nào? Nghĩ rằng là sinh ra thì đã chạy nhanh, sinh ra là đã chạy chậm, và đặc biệt là chạy cự ly ngắn thì đó là sự tranh tài thắng thua của tài năng bẩm sinh. Và tôi thì vài năm trước đây thì cũng đã từng nghĩ như vậy. Cái từ tsui đây là lỡ, đúng không? Bình thường mình sẽ hiểu là lỡ làm cái gì đó là thể hiện cái sự nuối tiếc hoặc là cái sự không mong đợi ấy. Thì ngày trước tác giả hay là tôi ở đây cũng đã từng nghĩ như thế. So shite aru men de wa yahari sono tori nano desu. Và ở một cái khía cạnh nào đấy, ở một cái mặt nào đấy thì là nó cũng quả đúng là yahari. Ở đây là trong văn viết người ta sẽ dùng là yahari, còn nếu như mà trong văn nói thì người ta sẽ dùng là yappari. Thì ở đây là quả đúng là như vậy, ở một cái khía cạnh nào đấy thì nó cũng đúng là như vậy thật. Cái từ no desu ở đây là cái lời giải thích của tác giả để liên kết với câu đằng trước, rằng là nhiều người nghĩ như vậy và tôi thì cũng đã từng nghĩ như vậy, và ở một cái khía cạnh nào đấy thì nó cũng đúng là như vậy thật. Thì no desu ở đây nó để liên kết câu và đang nêu ra cái biện luận, cái cảm xúc, cái suy nghĩ của tác giả. Cái arumen ở đây cũng là một từ mà mình có thể nhớ, đó là arumen này, aruhi này,
Aruhito này. Đấy, một ngày nào đó, một người nào đấy, một cái khía cạnh nào đấy thì có cái từ aru ở đằng trước thể hiện cái sự không xác định, không cố định, không chính xác, mà nó chỉ đại khái phiên phiến như vậy thôi, ở một cái khía cạnh nào đấy không cụ thể, và tác giả cũng không có nói ra ở đây, thì nó cũng đúng là như thế thật. Umaremota kokakuya ken kinniku nado no shitsu niyotte ashi no hayasa wa kanari no bubun made kimatte shimaimasu. Là gì? Ya này cộng với lại nado này, nado lại đi với no shitsu niyotte. Vậy là cái shitsu ở đây nó là cái danh từ chính, còn cái kokkaku rồi cái ken, cái kinniku ở đây nó chỉ bổ nghĩa cho cái shitsu này thôi, đúng không? Có là dựa vào, tùy thuộc vào cái tính chất như là cơ bắp này, sức khỏe này, rồi xương khớp này, mà từ khi sinh ra đã có. Umaremotsu ở đây là từ lúc sinh ra mà mình đã có. Thì Asino hayasawa thì cái độ nhanh nhạy của chân hay là cái tốc độ chạy của mình ấy thì nó đã được kimatte shimaemasu. Động từ ở đây nó là dạng bị động nên là nó đã được quyết định, đúng không? Trời ban cho thế, đã được quyết định khá lớn, đúng không? Là cái mức độ mình chạy nhanh nó đã được quyết định một cách khá lớn dựa vào cái tính chất của xương khớp, của cơ bắp, rồi của sức khỏe mà được trao tặng từ lúc mà chúng ta mới sinh ra. Kuruma to onaji de enjin no seno o koeta hashiri wa dekimasen. Kuruma thì là ô tô thì cũng như vậy này. Cái seno đây là cái tính năng, cái tính chất của cái động cơ. Koeta hashiri, vậy là koeta là động từ nhưng mà đằng sau ấy thì nó lại đi với hashiri là danh từ và nó có cái hóa ở đây dekimasen, nên là mình sẽ hiểu là chúng là cái chủ ngữ ở đây nó chính là kuruma. Là kuruma thì cũng giống như là con người ở trên ấy, thì giống như cái việc mà chạy nhanh ở trên ấy thì cũng không thể nào chạy được vượt quá cái tính năng của động cơ. Tadashi, oku no hito wa seno genkai made hikidashite nai no desu. Tuy nhiên thì rất là nhiều người thì lại không, đúng không? Hikida sự là đang không lấy ra được hết, lấy ra được đến mức gọi là giới hạn, lấy ra được đến hết mức có thể cái tính năng. Thì cái tính năng ở đây là gì? Cái tính năng ở đây thì nó chính là đi với lại enjin no seno, là cái tính năng của động cơ. Nhưng mà cái tính năng của động cơ ở đây nó là gì? Thì nó đang so sánh ẩn dụ với cái việc mà chạy nhanh hay là cái việc là xương khớp này, rồi cái sức khỏe này, hay là cái kinnikụ là cái cơ bắp, là những cái tính năng mà bản thân mình lúc sinh ra đã có rồi, thì hầu hết là mọi người thì đang chưa lấy ra được hết cái giới hạn của nó, chưa lấy ra được hết các cái tính năng đấy của động cơ, chưa lấy ra được hết những cái tính chất của cơ bắp, của sức khỏe và của xương khớp của mình. Mata enjin no seno ga appu shinakute mo taiya o hakikaetari運転テクニックを上達させたりとスピードをアップさせる方法は他にいくらでもあるのです。Mình sẽ thấy cái câu trước là no des và cái câu số 2 ở đây nó vẫn là no des, là hai cái câu này nó đều giải thích và biện luận cho cái ý của cái câu này là ô tô cũng giống như là kiểu con người không thể nào chạy vượt quá cái tính năng của động cơ sẵn có, không thể chạy nào quá, không thể chạy nhanh hơn quá cái mức mà cái tính chất của bản thân mình khi mới sinh ra đã được định sẵn. Tuy nhiên, đúng không? Tuy nhiên thì là tadashi ở đây. Tadashi thì là nhiều người thì không lấy ra được hết những cái tính năng đấy, và mata ở đây là ngoài ra này, hơn nữa này, hơn nữa cho dù là mình không có up, mình không có nâng, hoặc là mình không có thay đổi rồi lên đời rồi update, đúng không, các cái tính năng của động cơ đi chăng nữa, thì hokani ikura demo aru thì cũng có rất là nhiều những cái thứ khác. Hokani aru thì là bình thường mình sẽ hiểu đó là hokani aru là có những cái thứ khác nữa, nhưng mà nó có thêm cái từ là ikura demo aru là ngoài những cái thứ đó ra thì còn rất là nhiều các cái thứ khác nữa. Thì những cái thứ khác đấy là những cái gì? Đó là những cái hoho, là những cái phương pháp để khiến cho cái speed độ, là cái tốc độ của mình nó sẽ được tăng lên. Ví dụ như là mình có thể thực hiện A rồi thực hiện B,
thì là thực hiện A là cái việc là mình thay lốp này, hoặc là mình nâng cao, mình dô tắt dự xa xe đự, là mình cải thiện cái technique cự, là cái kỹ năng của mình. Trong cái bài này người ta đang hỏi cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhất là gì. Mình sẽ cùng loại nội dung nhé. Kuruma no hayasa wa enjin no seno ni yotte kimaru, là cái tốc độ của xe thì nó được quyết định bởi cái tính năng của động cơ. Thì cái này nó chính xác là như vậy, nó không thể nào mà chạy nhanh quá cái mức mà cái tính năng của động cơ yêu cầu, mà cái tính năng của động cơ cho phép. Tuy nhiên thì nó có cái từ tadashii ở đây, thì khi mà có cái tadashii hoặc shikashi rồi tada để thể hiện cái ý trái ngược ấy, thì tất cả những cái ý ở phía đằng trước đây nó chỉ là cái ý phụ thôi, còn cái chính ở đây là người ta đang muốn nói tới cái sau cái tadashii rồi thành cái shikashi này này. Thế nhưng mà thế nọ thế kia thì là cái đằng sau này mới là cái ý chính, nên là cái điều mà tác giả đang muốn nói đến nhất ở đây không phải là cái câu số 1 này, nó chỉ là nằm ở cái đoạn trên này thôi và nó không phải là đáp án đúng. Cái thứ hai ở đây là gì? Ashi ga hayai ka osoi ka wa umare nagara ni shite kimatte iru, cũng tương tự như câu số 1, là người ta đang nói về cái việc chạy nhanh hay chạy chậm thì nó được quyết định bởi cái việc là từ khi mà mình mới sinh ra. Tuy nhiên nó lại có cái từ tadashii ở đây, và người ta đang so sánh ẩn dụ giữa cái việc mà động cơ chạy nhanh của ô tô và cái việc mà chạy nhanh của con người nó cũng tương đồng với nhau. Một cái thì nó sẽ phụ thuộc vào cái seno của cái engine, là cái tính năng của động cơ, còn một cái thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất, đúng không, của các cái cơ bắp của xương khớp từ lúc mà mình mới sinh ra. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó thì mình vẫn có các cái phương pháp khác để mà có thể tăng được cái tốc độ mình lên, nên là cái câu số 1, cái câu số 2 này nó đang không nói đến cái tadashii này, nên đáp án của mình bị loại này. Câu số 3 là gì? Kuruma no speed up sase hoho wa iroro aru, là có rất là nhiều cách để up cái tốc độ của xe lên. Thì chính xác đó là như vậy, nhưng mà cái điều mà người ta đang muốn nói đến nhất ở đây nó không phải là kuruma, mà nó đang nói đến con người. Nó đang so sánh ẩn dụ giữa cái tính năng của động cơ với lại cái tính chất của con người, nên là cái câu số 3 này nó đang sai. Mặc dù là ý của nó thì vẫn đúng, nhưng mà cái điều mà người ta muốn nói đến nhất ở đây không phải kuruma mà nó là con người, nên đáp án của mình là 4. Có nghĩa là cho dù là những cái, ngay cả những cái người mà nghĩ rằng là mình chạy chậm thì vẫn có thể chạy nhanh hơn được nữa, nếu như mà mình biết cách, nếu như mà mình cư phu sư đề bà, đây là nếu như mà mình có thể chăm chút hơn này, nếu như mà mình có thể tỉ mỉ hơn này, suy nghĩ một cách thấu đáo hơn này, thì là mình vẫn có thể chạy nhanh được hơn, cho dù là những cái người mà nghĩ rằng là mình chạy chậm. Thì cái kufu ở đây nó bằng với cái ý là hoka ni ikura demo aru, là có rất là nhiều các cái cách khác. Ví dụ như là mình chỉ cần thay lốp này, rồi mình phát triển cái kỹ thuật của mình, cái kỹ thuật lái xe của mình lên, là mình sẽ có thể tăng được cái tốc độ mình lên, đúng không? Nó chính là các cái kufu sư đề bà đấy. Cái từ kufu ở đây là một cái từ gôi của N2 và rất là hay dùng. Sẽ hơi khó dịch với cái từ này trong tiếng Việt, nhưng mà mình sẽ nhớ theo cái kiểu là ví dụ như là mình muốn tập trung hơn chẳng hạn, đúng không? Thì là mình có nhiều cách kufu để là khiến cho mình tập trung hơn. Ví dụ như là mình không có để điện thoại ở bên cạnh mình này, rồi mình đến một cái nơi mà nó yên tĩnh này, rồi không ai bị làm phiền này. Rồi mình có thể chọn một cái không gian nào đấy mà mình cảm thấy relax này, thì tất cả những cái hành động đấy nó chính là các cái hành động cư phư. Là trong công việc của mình sẽ có các cái cách khác nhau, có những cái để ý vào các cái tiểu tiết, để ý vào những cái chi tiết nhỏ để mà có thể nâng cao rồi cải thiện cái tốc độ, hiệu suất rồi hiệu năng thì gì đó. Thì cái từ cư phu này mình sẽ dịch tùy theo từng các bài khác nhau. Thì trong cái bài này mình sẽ dịch là mình có thể tìm hiểu một cách kỹ hơn, đi đi điều chỉnh sắp xếp những cái tiểu tiết, ví dụ như là thay lốp rồi mở rộng các cái rồi phát triển các cái kỹ năng của mình lên, thì là mình sẽ có thể chạy nhanh được hơn. Thì đáp án của mình ở đây nó chính là cái số 4. Ở trong cái bài này thì mình để ý vào các cái cụm từ mà mình đã bôi đỏ. Ở đây là umaretsuki này, umare nagara này, rồi tsui là lỡ cái gì đó, lỡ làm cái gì đó, thì nó sẽ đi với lại động từ thì quá khứ, hoặc là tsui cộng với shite shimau là lỡ làm cái gì đó.
Tiếp đến là yahari, quả đúng là này, đúng không? Rồi các cái động từ ở mình ở đây là động từ ở dạng bị động này, thì mình sẽ thấy là động từ ở dạng bị động hay còn gọi là động từ tự động từ ấy, thì nó sẽ đi với cái niyotte, ở đây là đi với các cái câu mang ý bị động, là được quyết định bởi cái gì đó. Rồi no desu ở đây là miêu tả về cái lý do hoặc là giải thích lời biện luận của tác giả để đang muốn đưa ra cái lời giải thích rồi chứng minh của mình. Rồi verb tari thì sẽ là đưa ra các cái ví dụ. Ngoài ra khi mà mình nhìn ấy, thì mình sẽ nhìn từ cuối câu nhìn lên thì nó sẽ rất dễ cho mình nhận biết là cái verb tari này nó chỉ là cái phụ để nói cho cái các cái hô hô này thôi, các cái phương pháp để có thể khiến cho mình nâng cao cái tốc độ này lên thôi. Ví dụ như là A, ví dụ như là B đấy, để đưa ra các cái ví dụ đúng không? Rồi no desu ở đây là hoka ni aru, rồi hoka ni ikura de mo aru, là có rất là nhiều các cái thứ khác, các cái phương pháp khác kiểu như vậy. Thì đó là cái bài ngày hôm nay, là cái dạng bài là ẩn dụ so sánh. Khi mà mình đang nói đến một cái vấn đề A là cái việc chạy nhanh, xong đùng một cái người ta chuyển sang cái việc mà chạy nhanh của ô tô, là mình sẽ phải liên kết nó lại với nhau là à, nó đang ẩn dụ so sánh giữa cái việc chạy nhanh của con người và các cái tính năng của động cơ, và mình làm thế nào đấy để liên kết nó được với nhau để tạo ra được cái ý chính của bài. Bài hôm nay của mình thì sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nha.